Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây theo thông tin từ Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, 12 bị cáo trong đại án Việt Á đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm. Cụ thể, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Tổng giám đốc Việt Á Phan Quốc Việt đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Nguyễn Thị Hậu cựu phó phòng tài chính kế toán CDC tỉnh Bắc Giang kháng cáo với nội dung đề nghị đánh giá lại thiệt hại do hành vi của bị cáo gây ra và xem xét cho bị cáo hưởng án treo. Bị cáo Vũ Đình Hiệp, phó tổng giám đốc công ty Việt Á có đơn kháng cáo với nội dung đề nghị xem xét đánh giá lại đúng bản chất của vụ án và tội danh đối với bị cáo. Ngoài ra, công ty Việt Á cũng có đơn kháng cáo với nội dung đề nghị không tịch thu xung công quỹ nhà nước số tiền được xác định là hưởng lợi bất chính từ việc bán kích xét nghiệm cho các tổ chức cá nhân không bị xem xét khởi tố trong vụ án công ty việt á cũng yêu cầu các tổ chức mua test xét nghiệm của doanh nghiệp này mà không qua thủ tục đấu thầu phải thanh toán tiền cho việt á theo như hợp đồng đã ký kết phía việt á còn kháng cáo đề nghị tòa cấp phúc thẩm hủy bỏ các biện pháp phong tỏa hạn chế giao dịch Đối với các tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp này và các công ty trong hệ thống của Việt Á không liên quan đến vụ án. Trước đó, đầu năm 2024, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với 38 bị cáo trong vụ án liên quan tới các vi phạm xảy ra tại công ty Việt Á, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan. Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Phan Quốc Việt 29 năm tù về hai tội danh đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị tuyên phạt 18 năm tù về tội nhận hối lộ, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh và cựu thứ trưởng Phạm Công Tạc cùng bị tuyên phạt 3 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Bị cáo Trịnh Thanh Hùng bị tuyên phạt 14 năm tù về tội nhận hối lộ. Theo hồ sơ vụ án, Đầu năm 2020, dịch COVID-19 bùng phát tại Vũ Hán, Trung Quốc và lây lan đến nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Trước tình hình trên, chính phủ đã triển khai nhiều chủ trương biện pháp để ứng phó, trong đó có giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động tích cực triển khai việc nghiên cứu chế tạo sinh phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch. Khi đó, Phan Quốc Việt đã đặt vấn đề thống nhất với Trịnh Thanh Hùng thời điểm này là vụ phó vụ khoa học công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật bộ khoa học và công nghệ về việc giúp công ty việt á được tham gia nghiên cứu với mục đích sử dụng kết quả đề tài để sản xuất bán thương mại kích xét nghiệm việc đã thỏa thuận về việc chia phần trăm doanh thu của công ty việt á từ việc tiêu thụ kích xét nghiệm trao đổi bàn bạc để giúp công ty việt á sử dụng biên bản nghiệm thu đề tài để lập hồ sơ gửi bộ y tế cấp số đăng ký lưu hành sản xuất bán ra thị trường, giúp công ty Việt Á hưởng lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn. Chủ tịch Việt Á cũng đã đưa hối lộ cho nhiều cá nhân tại Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ, giúp đỡ trong quá trình nghiên cứu, cấp phép lưu hành kích xét nghiệm với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Thêm vào đó, để tiêu thụ kích xét nghiệm tại các địa phương với số lượng lớn và được thanh toán theo giá đã nâng khống. Theo cáo trạng Phan Quốc Việt, và cấp dưới đã thông đồng cấu kết với lãnh đạo nhân viên các cơ sở y tế công lập thực hiện hành vi trái quy định về đấu thầu ứng hàng sử dụng trước hợp thức thủ tục hồ sơ thanh toán sau theo đơn giá do công ty việt á đưa ra